ở khách sạn Luxor Las Vegas này từ ngày thứ Năm 10 Tây cho đến Chủ nhật 13 tháng 1 2019. Hôm nay là ngày sinh nhật của Hân. Đợt này nó dẫn đi lên đây chơi từ ngày thứ Năm cho tới ngày Chủ nhật về. Cách đây hơn một năm thì ở cái khách sạn Mandalay Bay. Một người ở tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay bắn hơn 1.000 viên đạn xuống sân vận động nơi người ta đang chơi nhạc, làm chết 58 người và bị thương 851 người. Đó là ngày 1 tháng 10, 2017. Sau vụ bắn một tháng thì tụi này cũng ở ngay cái khách sạn đó mà ở khác tầng. Cái thằng sát thủ nó ở tầng 32, còn lúc đó tụi này ở khách sạn thì tầng 18. Chỗ này theo cái ngón tay chỉ là cái đầu người và cái hình con sư tử, gọi là nhân sư. Nó là cái mô hình khổng lồ dựa theo ở bên Ai Cập. Cái mặt ngoài của cái phòng ngủ là nó view lại như vậy nè, theo cái hình kim tự tháp. Mỗi một cái đèn gì là một phòng đó, 22 tầng hết thảy. Ở đây trong nhà nó build theo cái kiểu mình nằm trong cái kim tự tháp. Hai cửa là hai phòng mà 22 tầng. Tổng cộng là nó có 4.400 phòng hết thảy. Cái khách sạn này nó khánh thành từ năm 1998 tới đến bây giờ là coi như là 21 năm. Cũng thuộc về hạng cũ rồi, chứ không phải mới. Đang ở tầng 3.